gánh nặng nề, tìm đường quay về đẹp bên lòng Chúa. Cỏ xanh heo úa, Chúa thương vô bờ, con đường hững hờ phù ân tình Chúa. Nào ai lo lắng tâm sẽ khổ sầu, tìm về kêu cầu thân tâm từ ai. Tình ngài sẽ mãi xót thương vô về, ách Chúa nhẹ nhàng êm ái dịu dàng. Tìm về bên Chúa, nếp thân vào Chúa, chút ngàn đắng cay gánh nặng đọa đây. Ngài sẽ nâng đỡ úi an cảm thông, rất tình hối đau vững tâm hy vọng. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu là con một Thiên Chúa, nhưng Ngài đã chấp nhận sống giữa nhân loại tội lỗi chúng ta, đã làm mọi cách để bày tỏ tình yêu thương đối với chúng ta. Trước hết, Ngài đã nhập thể làm người trong cung lòng Đức Maria, chịu sống cảnh nghèo nàn thiếu thốn của một bác thợ mộc, chịu khinh dễ, bắt bớ, chịu đánh đòn, chịu đổi mạo gai, chịu đóng đinh và chết trên thập giá, chịu lưỡi đồng đâm thâu trái tim và chịu ẩn mình bất động trong tấm bánh nhỏ nơi bí tích thánh thể để làm của ăn nuôi sống linh hồn chúng ta. Thế mà nhân loại chúng ta vẫn nghi ngờ tình thương của Thiên Chúa, vẫn thờ ơ và không chịu tin nhận Ngài. Khi bạn hết mình yêu thương một ai đó mà bị họ vong ân, bội bạc, bạn sẽ làm gì? Là một thụ tạo yếu hèn, chắc chắn chúng ta sẽ khó tránh khỏi những lối ứng xử tiêu cực. Có thể chúng ta sẽ không đoái hoài gì đến họ nữa, sẽ bỏ mặc họ, hay tệ hơn, chúng ta sẽ trả thù họ. Đấy là cách ứng xử của chúng ta. Nhưng với Chúa Giêsu thì khác hẳn. Chúa là Thiên Chúa tình thương, Chúa nhân từ đầy tình hiền phụ. Dù đã rất nhiều lần chúng ta phạm tội, xúc phạm đến Chúa, nhưng Ngài vẫn không chọn cách bỏ rơi chúng ta, cũng không tìm cách trả đũa chúng ta. Trái lại, Ngài đã tìm ra một cách mới để tiếp tục chinh phục nhân loại tội lỗi chúng ta. Đó là, đã nhiều lần Chúa tỏ trái tim Chúa cho nhân loại qua Thánh tử Marista, trái tim có ngọn lửa hồng đang cháy và vòng gai quấn chung quanh làm rỉ máu. Hôm nay, Giáo hội long trọng cử hành thánh lễ Thánh tâm Chúa Giêsu. Chúng ta cùng nhìn lại để cảm thấu tình yêu vô bờ của Thiên Chúa, một tình yêu nhưng không được biểu lộ qua việc Thiên Chúa đã sai con một người đến trong thế gian để nhờ con của người mà chúng ta được sống. Vì yêu thương nhân loại tội lỗi, Chúa đã để tên lính đâm thâu cạnh sườn, máu cùng nước chảy ra. Rồi từ nguồn suối thẳm sâu của trái tim mình, người ban cho giáo hội các bí tích như máng thông chuyển ơn thánh. Như vậy, từ trái tim chịu đâm thâu của Chúa Giêsu, ơn cứu độ đời đời đã được tuôn trào xuống cho nhân loại tội lỗi chúng ta. Muốn hiểu và cảm nếm được tình yêu thương cao cả, đến nỗi sẵn sàng trao ban mạng sống mình của Chúa Giêsu, con người xác phàm chúng ta cần có con mắt đức tin và niềm tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa, Đấng là nguồn mạch tình yêu và mọi ơn lành. Sở dĩ xã hội hiện tại của chúng ta có biết bao trường hợp thương tâm xảy ra do hận thù, chém giết, chiến tranh, lừa đảo, vân vân, là vì trái tim của chúng ta chưa đủ yêu thương. Chính vì trái tim của chúng ta chưa đủ lớn, đức tin của chúng ta chưa đủ mạnh, khiến chúng ta bưng tai bịt mắt, không nhận ra tình yêu nhưng không của Thiên Chúa, mà vô ơn bạc nghĩa trước sự hy sinh cao cả của Chúa và xúc phạm đến trái tim nhân lành của người khi chúng ta cố tình phạm tội, không sống giới răn yêu thương.
Chỉ khi nào chúng ta dám sống như Chúa, có trái tim của Chúa, chúng ta mới được ở trong tình yêu thật của Ngài, tình yêu mang lại bình an và hạnh phúc. Tất cả những gì tốt đẹp nhất Thiên Chúa dành cho nhân loại đều được biểu lộ nơi trái tim Chúa Giê-xu, con một yêu dấu của Thiên Chúa. Trái tim Chúa Giê-xu là tiếng nói mạnh mẽ, là bằng chứng cụ thể, là trường học hữu hiệu nhất về tình yêu Thiên Chúa, là nguồn mạch mọi ơn thánh, có sức chữa lành những thương tích do tội lỗi gây ra, là mạch suối ân sủng để chúng ta đến những mức sự khiêm nhường và ơn tha thứ, hầu giải gỡ những bất hòa, kiêu căng, đố kỵ trong cuộc sống, đón nhận ơn lành từ trái tim yêu thương của Chúa Giê-xu. Chúng ta không chỉ sùng kính, biết ơn, nhưng hơn hết, chúng ta phải giữ các điều răn của Chúa, tuân giữ thánh chỉ của Chúa và thực hành các giới răn mà Thiên Chúa đã truyền. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hãy giữ các điều răn của Thầy. Như thế, việc chúng ta tôn sùng thánh tâm Chúa Giê-xu bằng những tình cảm bên ngoài, những lời kinh cầu khẩn tha thiết, những lời nguyện tắc hay những câu hát ca khen chúc tụng chưa đủ. Chúa cần chúng ta sống tâm tình yêu thương quảng đại, sẵn sàng trao ban như Ngài, dám chấp nhận hy sinh, mất mát, thiệt thòi để anh em xung quanh chúng ta được sống bình an. Lạy thánh tâm Chúa Giê-xu, vì tội lỗi của chúng con mà trái tim Chúa đã bị đâm thâu, để kho tàng tình yêu vô biên của Chúa được ban phát cho nhân loại, với ước mong chúng con cũng biết sống yêu thương nhau. Thế nhưng, đã không ít lần, chúng con chỉ biết sống cho mình, mà quên đi những ơn lành chúng con đã đón nhận từ Chúa. Xin Chúa biến đổi trái tim ích kỷ của chúng con nên giống trái tim hiền lành và khiêm nhường của Chúa, để khi trái tim chúng con đong đầy tình yêu Chúa, chúng con can đảm dấn bước ra đi làm chứng cho cội nguồn tình yêu là thánh tâm Chúa Giê-xu giữa lòng xã hội và thế giới hôm nay. Lạy thánh tâm Chúa Giê-xu, xin uống lòng chúng con nên giống trái tim Chúa. Amen. Nào ai vấp ngã vương những lỗi lầm, dục lòng âm thầm quyết tâm từ hối. Dù đời lang lối Chúa không chấm tội, môi mòn trong chờ lòng con đổi mới. Nào ai đâu cố kiệt sức trang trường, nhằn những trường thử thách ngàn ngưỡng, tìm về nơi Chúa suối thiên dân chào, ăn phúc ngọt ngào ơn Chúa dặn dào. Tìm về bên Chúa nếp thăm vào Chúa, chút nhàn đắng cay gánh nặng đọa đây. Ngài sẽ nâng đỡ núi an cảm thông, rất tình hối đau.